Okay, ngày thì đã cho mình video mới trong hạ nhận kia công ty Internet Center của GPON Type B Protection. Đây ở GPON Type B Protection ấy, kia thưa ca redundancy for OT PON port hay mẹp bạc bọn fiber đại cái này từ splitter 2-4 bị buồn hay bà dân chỉ dân còn phải mùi nà chỉ active bà dân chỉ link active down vì nâng switch work to lửa bạc app hay mẹp protection type B ní vì cho người ta bà dân chỉ link active down hay vì switch to link bạc app chẳng bà dân chỉ link active để dân phích hái vì ở auto chạy thay ớt auto switch màu active quá nhỉ chẳng dân thử manual add shut down pon đại chìa backup nâng ở viên switch màu active bình hay dân add thử cả test signal tại agent hay ở mỗi bên chết ở dân mẹp dân thử và thay dân thay bì ní dân thử add on you rồi cả add switch xinh xinh cư nâng lơ active pon port nâng chẳng dương miên nhà vô bài nhé chẳng dương miên ôn chú định môi lâu đợi nên chẳng phải hay split đó ai bị buồn vì bảy bị đầu môi là ta mà quay để dương apply chẳng lên đấy ở work port cứ work port ở port ở xa bỏ bảy toàn đấy hay là protection port cứ bỏ kiểu hay đi nước nông và thay sân rang để nước nông đi trên bị ô thế màu dịch tờ trong bên đây là và thay sân thay bị nít cư dương bạc áp tại bị ô thế phân phót tại càng là dịch tờ hay chẳng ở nít cư chế cầm ấn đại dương ai sắt áp và thay sân phót chỉ phân thay bị bàn chẳng dương thay kể đẹp cực mối chẳng là dương ai kể đẹp cực zero được cực 1 cực 2 ấy tam đại dương ai mơ nâng 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 chẳng thay thay cả GPON Uniport hay ở bậc 1 với nhau thay mình lấy hay chẳng dân add protection group nâng về dân ở vay group 0 này hãy bên chỗ đó nâng nâng group 0 nâng dân bật bật cao member bảo vệ đại member này dân add cho người ta nhà đó khi add add the time phone này để nhà đó khi cho người việc vừa chỉ verb vừa chỉ bật thay dễ chẳng thấy chúng ta nâng nâng sinh nhạy đâu này ở your port là phone port là 4 thôi chỉ working hay ở phone port là 5 thôi chỉ standby role protect chứng dương cần phải thái dương thôi cả display mơ protection group để dương bàn bà cài thẳng lời nữa chứng ở dương cơ nha member bảo vệ đã chia phone port là 4 port ID là 4 we roll work hay we stand by ឲ្យ phone port លេខ 5 វិញហើយ phone port លេខ 5 we protect ឲ្យ phone port លេខ 4 នេះមានន័យថា currently គឺ shutter នេះគឺ phone port លេខ 5ជាអ្នក stand by ជាអ្នក active ហើយ phone port លេខ 4ជាអ្នក stand by ដោយសារតែខ្ញុំបាន shut down ហើយនឹងខ្ញុំroll back មកវិញឲ្យវាស្វិចមិនលើ port លេខ5ដោយសារ port លេខ5ចុចណោវាល្អជាង port លេខ4ដោយសារ link fiber បញ្ហាឬក៏វាមាន band មានអីចឹងអញ្ចឹងសាធារនេះមានន័យថា port លេខ5នេះយើងគាត់ពេចជា standby ប៉ុន្តែ starter របស់វា currently គឺវាជា active វិញហើយវានៅក្នុងនោះវានឹង standby ឲ្យ port លេខ4អូខេអញ្ចឹងវីដេអូនេះចាប់